Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 22 tháng 3 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa 13. Việt Nam hiện đang thiếu nước ngọt trầm trọng, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang hứng chịu cơn khát nước ngọt nặng nề nhất trong vòng 100 năm qua. Các địa phương sẽ không còn được cấp phát vốn ODA mà phải chuyển sang vay thương mại với lãi suất ưu đãi kể từ sau tháng 7 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, bước sang ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, vào sáng ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016. Qua đó, ba nhà lãnh đạo đã thẳng thắn, khách quan nhìn nhận những gì đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phát huy hiệu quả trong cuộc sống. Báo cáo trước Quốc hội về kết quả công tác nhiệm kỳ khóa 13, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ khóa 13 là Quốc hội đã làm tròn trọng trách ban hành hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa tinh thần hiến pháp trong các đạo luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, hơn 2 năm từ khi hiến pháp ra đời, đã có gần 70 đạo luật được Quốc hội thông qua, thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Liên quan đến kết quả việc thực hiện chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, báo cáo do Chủ tịch Quốc hội trình bày cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động này của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy nhà nước, từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã tiến hành chất vấn toàn khóa đối với những người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Như vậy, có thể nói, Quốc hội đã theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, rút ra những bài học cần thiết để tiếp tục hoàn thiện chức năng quan trọng này. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội hai lần thay mặt nhân dân cả nước thực hiện quyền giám sát tối cao trong việc đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Trong báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã phân tích, đánh giá các mặt hoạt động về lập pháp, hành pháp, tư pháp, cũng như công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó đưa ra cả những mặt đạt được, hạn chế, cũng như phương hướng trong thời gian tới. Về hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã nhấn mạnh. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước trên cương vị là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối ngoại, đã triển khai tích cực và có hiệu quả chương trình công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của nước ta, đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa nước ta với các nước láng giềng, khu vực và xác lập quan hệ đối tác chiến lược với một số nước lớn, củng cố và tăng cường mối quan hệ với bạn bè truyền thống và mở ra quan hệ với các đối tác tiềm năng, củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế và điều kiện thuận lợi, nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số hạn chế như chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp chưa theo đúng lộ trình của chiến lược cải cách tư pháp, phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu. Ngay sau báo cáo của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một kết quả nổi bật được nhấn mạnh trong báo cáo nhiệm kỳ 5 năm của Thủ tướng, đó là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành chủ động, linh hoạt để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, thực hiện đạt kết quả các đột phá chiến lược, tập trung cải cách thủ tục hành chính,
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng đạt những kết quả quan trọng với việc tham gia một loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, những lập trường rõ ràng và các giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và cộng đồng quốc tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định rõ lập trường và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, được đồng bào ta trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ. Chủ động cùng các nước ASEAN tạo đồng thuận, yêu cầu các bên liên quan thực hiện nghiêm túc tuyên bố DOC, bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong những bài học kinh nghiệm được rút ra, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần phải đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, trong điều kiện càng khó khăn, phải tăng cường đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo, cải thiện đời sống mọi mặt của người dân, tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó có việc huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Báo cáo cũng đề cao nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Được nhìn nhận là công phu, thẳng thắn và trách nhiệm, bao trùm nhiều lĩnh vực và thể hiện rõ trách nhiệm của những người đứng đầu với hoạt động trong nhiệm kỳ. Báo cáo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao, là bài học quý giá cho các nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ kế tiếp. Có nhiều điểm đổi mới. Đây là nhận định của nhiều đại biểu khi nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Các đại biểu cũng cho rằng đây không chỉ là việc liệt kê những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn cho thấy những trăn trở của người đứng đầu nhà nước trước những hạn chế, thiếu sót, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ kế nhiệm. Tôi thấy rằng trong cái báo cáo của Chủ tịch nước đã thể hiện được tất cả các hoạt động trên lĩnh vực về lập pháp, rồi hành pháp, tư pháp và hoạt động về đối nội, đối ngoại, và đã được Chủ tịch nước phản ảnh một cách toàn diện và đồng thời cũng chỉ ra một số cái tồn tại nhất định để mà có những bài học kinh nghiệm tốt hơn cho cái giai đoạn tới. Được dư luận xã hội quan tâm. Một thông điệp cũng được nhiều đại biểu đánh giá cao trong báo cáo này là quan điểm rõ ràng về vấn đề Biển Đông, khẳng định chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, tối thượng. Chủ tịch nước cũng bày tỏ quyết tâm trong việc chăm lo củng cố tiềm lực quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia, bên cạnh việc kiên trì, kiên quyết giải quyết những vấn đề đảm bảo chủ quyền quốc gia. Chủ quyền của chúng ta đã được xác lập từ ngàn đời, từ ông cha chúng ta, và chúng ta phải có trách nhiệm để bảo vệ, để giữ gìn cái lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thì chúng tôi đánh giá rất cao những cái điểm về phân tích, trao báo cáo trong cái báo cáo của Chủ tịch nước cũng như báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chủ quyền của quốc gia dân tộc. Nhận định về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày, nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng trước những biến chuyển theo hướng thực chất hơn trong hoạt động của Quốc hội. Vai trò của Quốc hội như lập pháp với hàng trăm bộ luật được thông qua hay giám sát cũng như tăng cường tính dân chủ trong nghị trường là những điểm sáng trong sự phát triển của Quốc hội. Lấy phiếu tín nhiệm là một trong những cái việc ấy mà hiến pháp là nhiều hiến pháp trước đây cũng đã quy định nhưng chưa làm được, và lần này làm được. Tuy rằng có hai lần lấy phiếu tín nhiệm nhưng mà kết quả của nó là cực kỳ lớn. Các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận cao với những nội dung được đề cập trong báo cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nền kinh tế đất nước đã từng bước vượt qua các khó khăn, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cái kiểm điểm của Thủ tướng trước Quốc hội và cũng là trước toàn thể nhân dân cũng rất là sâu sắc để nêu rõ cái trách nhiệm của mình, những việc đã làm được và những việc chưa làm được. Tôi cho rằng là cả một cái nhiệm kỳ vừa rồi là Chính phủ có rất nhiều cố gắng trong cái bối cảnh là tình hình kinh tế trong nước, ngoài nước rất là khó khăn. Thì có thể nói cái nhiệm kỳ sau này, nhiệm kỳ gắn với 13, Quốc hội 13 là nhiệm kỳ chúng ta khắc phục được rất nhiều. Đấy là chưa kể những yếu tố liên quan đến cái Biển Đông, nó nổi cộm lên, nó thành mối quan tâm của cả xã hội. Thì phải nói trong bối cảnh ấy là Chính phủ đã
đã chèo chống được. Nhưng cái điều mà tôi muốn nói, năng lực ứng biến đối phó với tình hình thì hình như là cái tính trội của chính phủ ta. Nhưng mà cái xây dựng một cái nền nếp, một cái đường hướng bền vững rõ ràng rất hạn chế. Vì thế tôi cho đây là một cái bài học rất lớn để các cái nhiệm kỳ khác khắc phục. Nhiều đại biểu cũng bày tỏ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế được đề cập trong báo cáo nhiệm kỳ của Thủ tướng sẽ là cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao năng lực điều hành, đưa đất nước có những bước phát triển bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới. Ngày 22 tháng 3 là Ngày Nước Thế Giới. Liên Hợp Quốc chọn ngày này hàng năm để nâng cao nhận thức của người dân trên khắp trái đất về tầm quan trọng của tài nguyên nước. Việt Nam về cơ bản là quốc gia thiếu nước trên thế giới. Biến đổi khí hậu đang đe dọa ngày càng nghiêm trọng đến nguồn nước. Điển hình như tại đồng bằng sông Cửu Long, trận thiên tai hạn hán xâm mặn lịch sử đã tạo nên một cơn khát nước ngọt nặng nề nhất trong vòng 100 năm qua. Tính đến nay, đã có khoảng 155.000 hộ gia đình, tương đương với hơn nửa triệu người bị thiếu nước sinh hoạt. Mưu sinh bằng nghề vớt củi trên sông, bà Màu than vãn, sống 70 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy nước mặn thế này. Hai ông bà già nuôi thêm đứa cháu nhỏ, cuộc sống trông cả vào chỗ củi này. Mỗi ngày được có vài chục ngàn, ông bà không dám bỏ tiền mua nước ngọt, mà dùng nước mặn thì sinh bệnh. Năm nay nó mặn quá trời, hồi năm rồi là mặn ít dữ lắm, năm nay mặn là nếu mà không được. Rau má nó chết hết trơn, không còn cái gì hết trơn. Nước ngầm thì không dùng được do độ phèn quá cao. Đây là cách duy nhất để nhiều người dân ở huyện Càng Long có nước sinh hoạt, dù chỉ là nước sông. Tắm rửa rồi nó ngứa ngáy dữ lắm, nó bị nó quá mặn đó. Rồi nước lại nó có cái chất bùn nó lên nữa, nó hôi nữa. Thế nhưng, bà Nga vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình khác. Nằm cách xa sông, nguồn nước sinh hoạt của nhà chị Mai trông cậy cả vào con rạch này. Vậy mà dòng nước đen ngòm, ô nhiễm cũng đã cạn, bơm mãi không lên. Nước mặn mà bơm lên không có nước thì đồ dồn lên từng luôn anh, không có nước giặt nữa. Rồi bơm lên là mặn không làm gì được, tắm mà ngày nó ngứa ngáy không chịu được luôn. Trong nhiều năm qua, người dân ở ấp Mỹ Đức A đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về việc được cấp nước sạch, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy đâu. Thực tế thì nhà máy nước sạch ở xã Đức Mỹ chỉ có công suất 10.000 mét khối trên một giờ, phục vụ được gần 1/3 dân số xã. Cái công suất này thì nó cung cấp khoảng 300 hộ dân thôi. Tuy nhiên, cái trạm này hiện nay chúng tôi đã cung cấp là trên 600 hộ dân, coi như cái khả năng cung cấp nữa là thì coi như không có nguồn nước nữa để cung cấp. Thực ra, dự án nâng cấp cải tạo nhà máy nước sạch Đức Mỹ đã được phê duyệt từ lâu với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng. Nhưng đến giờ, vốn vẫn chưa được cấp. Thế nên, hàng ngàn hộ dân vẫn phải chờ đợi trong cơn khát. Theo công văn mới nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi tới các địa phương, giải pháp cấp bách để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng mặn xâm nhập hiện nay vẫn là tập trung khoan giếng, tìm nguồn nước ngọt dưới tầng đất, kể cả nước dưới những các tầng đất chứa nước nằm sâu. Để người dân có thêm thông tin làm cơ sở cho việc khoan giếng, Bộ đã cung cấp các bản đồ phân bổ nước ngọt của từng tầng nước, kết quả điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất. Vậy thì đâu là giải pháp lâu dài để có nguồn nước ngọt bền vững cho những khu vực khô hạn? Ông Tom Campier, bí thư thứ nhất phụ trách vấn đề nước và biến đổi khí hậu của Đại sứ quán Hà Lan cho rằng cần phải sử dụng hiệu quả tối đa lượng nước tự nhiên đang có. Nhìn từ kinh nghiệm của Hà Lan, chúng tôi hướng người tiêu dùng đến giải pháp thực tế, làm sao sử dụng hiệu quả từng giọt nước. Một giọt nước có thể dùng với nhiều mục đích hơn. Ví dụ ở Tây Nguyên là vùng đất cao, dốc, khó giữ được nước và sẽ thường gặp giai đoạn khô hạn kéo dài hơn so với những vùng khác của Việt Nam. Do đó cần tập trung đến khả năng trữ nước của vùng đó, nên có thể xây dựng các hồ chứa nước để đảm bảo khả năng cung cấp nước ngọt tại khu vực này. Trong khi đó, thì cách Việt Nam hơn 7.000 km, Israel là một đất nước có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt với 60% diện tích là sa mạc. Tuy nhiên, nền nông nghiệp của Israel được coi là một trong những nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới, trong đó phải kể tới công nghệ phun tưới nước nhỏ giọt. Hệ thống này cũng đã bắt đầu được ứng dụng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Gia đình ông Phạm Văn Doanh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Từ hơn một năm nay, hơn 10 hectare chè của gia đình đã được ứng dụng kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt. Sử dụng một hệ thống đường ống ngầm và các đầu van nhỏ giọt dẫn tới từng gốc cây trồng,
công nghệ này tiết kiệm được tới 60% lượng nước, giảm thời gian tăng trưởng và tăng năng suất cây trồng. Hiệu quả ở cái chỗ là trước đây chúng tôi đã từng thí điểm tưới phun mưa, tưới tạo ẩm bằng qua tán lá, thì châm phân qua tán lá là nó rất là lãng phí so với lại cái hệ thống tưới phun mưa rồi tưới phun sương thì tiết kiệm nước rất nhiều, xong lại tiết kiệm được phân bón. Nếu như mình tưới mà tưới bằng cái hệ thống phun sương kia thì mình châm phân vào để phân lại hấp thụ qua lá xong mới xuống gốc. Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện có khoảng 100.000 hecta cây trồng tại Việt Nam áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước này. Công nghệ phun tưới đặc biệt từ Israel, đất nước có tới 60% diện tích là sa mạc. Lượng mưa trung bình cả năm bằng 1/30 của Việt Nam. Dù khí hậu và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng Israel không chỉ cung cấp đủ lương thực thực phẩm trong nước, mà mỗi năm nông nghiệp còn đem về 3,5 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu. Nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại với hiệu suất cao của Israel đã được toàn thế giới biết đến. Nguyên nhân chính làm nên sự phát triển thần kỳ của đất nước Israel đó là cái sự kiên định và sự sáng tạo của những nhà khoa học Israel và người nông dân của đất nước này. Các bạn biết rằng là với những cái điều kiện về mặt thổ nhưỡng, đất đai hết sức hạn chế của Israel, trong một cái điều kiện có thể nói là khắc nghiệt về mặt thời tiết, tuy nhiên là các nhà khoa học Israel đã phát minh ra những cái kỹ thuật tưới tiêu canh tác và đặc biệt là những kỹ thuật mà ứng dụng công nghệ cao trực tiếp vào nông nghiệp. Điểm mạnh được chú ý đầu tiên của thế giới khi nhắc đến Israel chính là sự sáng tạo và cách tân. Đó chính là cách để giải quyết những vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt. Tôi nghĩ đây cũng chính là quan điểm rộng khi nói về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel. Qua hơn 20 năm chuyển giao, học tập và áp dụng phương pháp nông nghiệp hiện đại từ nước bạn, Việt Nam vẫn tiếp tục nghiên cứu những cách thức áp dụng công nghệ phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của biến đổi khí hậu hiện nay. Nổi bật trong phần tin tiếp theo, ký kết nghị định thư lên chính phủ Việt-Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. Các địa phương sẽ không còn được cấp phát vốn ODA mà phải chuyển sang vay thương mại với lãi suất ưu đãi kể từ sau tháng 7 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được tin về vụ khủng bố tại thủ đô Bruxelles, Bỉ ngày 22 tháng 3 khiến nhiều người chết và bị thương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới nhà vua Philip đệ nhất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Thủ tướng Charles Michel. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders. Cũng trong ngày 22 tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin có hay không công dân Việt Nam là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ bom tại Bruxelles, Bỉ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, ngay sau khi được tin xảy ra các vụ tấn công khủng bố bằng bom, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để kiểm tra xem có công dân Việt Nam là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ bom hay không. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa nhận được thông tin có nạn nhân nào là người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đang tiếp tục khẩn trương tìm hiểu thông tin, đồng thời lên các phương án sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các yêu cầu khẩn cấp của công dân Việt Nam. Ngày 21 tháng 3, Học viện Tư pháp Liên bang Nga trực thuộc Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã tổ chức hội thảo về Biển Đông mang tên Tranh chấp lãnh thổ và luật hòa bình trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Hội thảo thu hút được sự tham gia của hơn 100 chuyên gia, các nhà nghiên cứu thuộc các trung tâm nghiên cứu lớn của Nga và quốc tế. Hội thảo dành phần lớn thời gian để thảo luận về tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Biển Đông, những diễn biến mới nhất liên quan tới các hành động phi pháp của Trung Quốc như xây dựng đường băng hay tổ chức bay thử nghiệm. Từ những phân tích về hậu quả nghiêm trọng và nguy cơ bùng phát xung đột tại Biển Đông do những hành động của Trung Quốc, các diễn giả đều cho rằng giải pháp hiệu quả để giải quyết những tranh chấp là thông qua đàm phán, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Cũng trong ngày 21 tháng 3, tại trụ sở Bộ Công Thương Nga, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đại diện cho Chính phủ Việt Nam cùng với ông Denis Manturov, Bộ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga đại diện cho Chính phủ Liên bang Nga đã ký nghị định thư lên Chính phủ Việt-Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo nghị định thư được ký kết, tổng hạn ngạch nhập khẩu ô tô vào Việt Nam sẽ đạt 2.550 chiếc trong vòng 3 năm.
nội địa hóa sản xuất từ 40 đến 50% cho tới năm 2025. Đây là dự án đầu tiên hợp tác song phương nhằm phát triển Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam với các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, EEU, được ký vào tháng 5 năm 2015. Chúng tôi đánh giá đây là sự kiện quan trọng giúp Việt Nam tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới, tạo nền tảng cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam và tăng nguồn thu cho ngân sách. Về phần mình, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, đã từ lâu, Việt Nam luôn mong muốn có được sản phẩm ô tô sản xuất tại Việt Nam với hàm lượng nội địa hóa đáng kể. Do đó, việc thiết lập các dự án liên doanh, lắp ráp, sản xuất phương tiện vận tải tại Việt Nam còn có ý nghĩa quy hoạch chiến lược ngành ô tô của Việt Nam. Theo cam kết, thì phía Liên bang Nga sẽ thực hiện cái việc chuyển giao công nghệ và sau một thời gian tương đối ngắn, thì cái tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm này sẽ đạt tối thiểu 40% và sẽ tăng dần trong các năm sau. Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Nga là một quốc gia có tiềm năng trong việc sản xuất các phương tiện vận tải hàng nặng, phục vụ công nghiệp xây dựng, khai thác và chuyên chở hành khách. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại EU Veronika Mikisina. Được sự ủy quyền và đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam có chương trình làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 3 tới, đoàn công tác sẽ lên đường sang Belarus. Các địa phương sẽ không còn được cấp phát vốn ODA mà phải chuyển sang vay thương mại với lãi suất ưu đãi. Đây là nội dung chính của cuộc họp báo về những cải cách trong quản lý sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của nước ngoài được Bộ Tài chính tổ chức vào ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội. Theo Bộ Tài chính, 10 năm qua có khoảng 15 tỷ đô la Mỹ vốn ODA dành cho các chương trình, các dự án của các địa phương, trong đó vốn cấp phát chiếm tới 92,2%. Từ tháng 7 năm 2017, Ngân hàng Thế giới sẽ chấm dứt cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, nên nguồn vốn ODA còn lại sẽ tập trung cho các địa phương khó khăn và các dự án nhà nước ưu tiên đầu tư. Trong giai đoạn chuyển đổi này, Trung ương sẽ giảm tỷ lệ cấp phát và tăng tỷ lệ cho các địa phương vay lại vốn ODA. Với các địa phương khó khăn, tỷ lệ vay lại là 10%, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 80%. Sau tháng 7 năm 2017, tất cả được chuyển sang vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Theo Bộ Tài chính, năm 2016, dự kiến Việt Nam sẽ trả nợ 150.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng thu ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 22 tháng 3, quyết định của Bộ Công Thương về việc áp thuế tự vệ tạm thời với phôi thép và thép dài nhập khẩu chính thức có hiệu lực. Mức thuế tự vệ tạm thời là 23,3% cho sản phẩm phôi thép và 14,2% cho sản phẩm thép dài, được kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ tạm thời các doanh nghiệp sản xuất phôi thép và thép dài trong nước. Trong ngày đầu tiên này, thị trường thép đã chứng kiến sự tăng giá mạnh bất thường. Hiện tôi đang có mặt trên tuyến phố Đê La Thành thuộc thủ đô Hà Nội. Theo như những cơ sở kinh doanh thép tại đây thì trong ngày hôm nay mức giá bán ra của thép xây dựng đã lên đến 14 triệu đồng một tấn, tức là tăng đến 1 triệu đồng một tấn so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu tính từ cuối tháng 2 năm 2016 cho đến nay thì giá thép xây dựng đã tăng đến 2,5 triệu đồng một tấn, tương đương với mức tăng khoảng 20%. Theo nhiều đại lý mặt hàng thép, sản lượng bán ra 2 tháng đầu năm tăng gấp rưỡi cùng kỳ. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức thấp vì năm ngoái sức mua thực sự không quá cao. Nhưng do tâm lý sợ thuế tăng cao nên các đại lý đua nhau gom hàng để dự trữ, khiến giá thép thời gian gần đây tăng khoảng 20%. Có cái sự trùng lập của cái việc mà cái ra đời cái quyết định của Bộ Công Thương áp giá tạm thời vào, thì nhân cái việc quyết định này thì cũng không loại trừ cái yếu tố tâm lý của các nhà kinh doanh. Tức là có mua hàng rồi là đẩy giá cao lên để mà tối đa hóa cái lợi nhuận của họ. Hiệp hội này cũng cho biết trong vòng hơn 2 năm qua, giá thép đã sụt giảm hơn 35% giá trị. Việc tăng giá thép gần đây nên nhìn nhận là sự phục hồi về giá do đã giảm quá sâu, bù đắp phần nào nguyên liệu đầu vào tăng cao. Bộ Công Thương thì khẳng định hiện tượng này sẽ sớm chấm dứt. Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp thép báo cáo giá các mặt hàng để kịp thời kiểm soát. Về phía các doanh nghiệp trong ngành thép khẳng định thị trường không thiếu thép, các nhà máy vẫn sản xuất và bán hàng bình thường, đảm bảo nguồn cung ổn định suốt cả năm. Bản tin thời sự ngày 22 tháng 3 đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.